Mình thật sự là cảm thông cho những cha mẹ mà có con nhỏ biếng ăn, gầy ốm. Đã vậy lại còn thường xuyên bị táo bón, tiêu chảy rồi nôn chớ. Cứ đến bữa ăn là con cái lại khóc, lúc mấy cũng không ăn. Mà con biếng ăn là hay ốm vặt thì khổ lắm. Lúc thì khóc lên khóc xuống, tức đêm tức hôm trong con, bế tắc cực kỳ luôn ý. Đấy, khi mà cho con đi khám dinh dưỡng rồi thì uống đủ các loại thang thuốc mà cũng chẳng mấy cải thiện. Con thì gầy ốm mà đến ba mẹ cũng gầy theo con luôn. Dùng đủ mọi cách rồi nhưng mà đâu vẫn nào đấy luôn. Con thì ngày càng gầy càng ốm, cứ ba bữa thì ốm mất hai rồi, làm cho cha mẹ cảm thấy là bế tắc vô cùng. Rất là nhiều cha mẹ trong những cái lúc bế tắc thì đã tìm đến tôi để mua sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho con và mong muốn cho con ăn uống tốt, khỏe mạnh như con của các bạn bè. Các bạn cũng chia sẻ cho bé dùng các loại sản phẩm sữa công thức giúp ăn ngon này, tăng cân này, nhưng mà không mấy cải thiện. Đã vậy thì con lại còn bị ợ hơi nữa, rồi là mệt mỏi, táo bón, càng ngày càng suy dinh dưỡng chứ không hề thấy tăng được cân nào. Đó, thì ngay lập tức là mình giới thiệu cho các bạn sản phẩm tạo sữa non Motakit. Đây chính là cái sản phẩm sữa non Motakit được nhập khẩu từ Mỹ và đang bán rất là chạy tại các nhà thuốc. Sản phẩm thì đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ tới 18 thành phần ưu việt, nhập khẩu ở châu Âu, an toàn và lành tính với cơ chế là tác động đa chuyển hóa, thâm nhập sâu vào từng tế bào và cải thiện cơ địa của các bé. Đầu tiên thì cái sản phẩm này sẽ kích thích vị giác của các bé, giúp cho các bé ăn ngon miệng, và thành phần leucin, taurin kẽm, chiết xuất nấm men nhập khẩu từ Pháp giúp duy trì và bảo vệ các cái tế bào khiếu giác và tạo cái cảm giác ăn ngon cho bé khi mà bé thử đa dạng các cái món ăn. Thứ hai nữa là hỗ trợ tiêu hóa tốt này, tăng cường hấp thu. Thành phần prebiotic có trong HMO, chất xơ từ sữa mẹ, được nhập khẩu từ Cộng hòa Séc, và các thành phần chất xơ như là rau diếp xoăn, orati, lanolin nhập khẩu từ Bỉ và phức hợp từ Dizengin, bổ sung lợi khuẩn giúp và cân bằng cái hệ vi sinh của đường ruột, cùng các cái vitamin ở nhóm B giúp tiêu hóa khỏe mạnh và hấp thu rất là tốt các cái dưỡng chất, phòng ngừa các bệnh đường ruột như là táo bón này, tiêu chảy ở trẻ. Thứ ba ấy, đó là tăng sinh lợi khuẩn, tăng cường sức đề kháng. Các cái thành phần colostrum, sữa bò non nhập khẩu từ Mỹ rất là giàu kháng thể IgG, thymomodulin nhập khẩu từ Đan Mạch và Immunodepot vách tế bào vi khuẩn, rồi là Threonine cung cấp các cái kháng thể thành lập hệ phức hợp miễn dịch toàn diện giúp cho cơ thể của bé chống lại các cái virus vi khuẩn gây bệnh hiệu quả, rồi là giảm ốm vặt. Thứ tư nữa là hỗ trợ phát triển chiều cao, tăng cân cho trẻ. Nhóm thành phần tảo spirulina, rồi là arginine, HCL, nước yến xào bổ sung các cái nguồn dinh dưỡng rất là dồi dào, giúp nâng cao sức khỏe và giúp cho bé tăng cân một cách hiệu quả. Canxi lactic giúp hệ xương phát triển, hỗ trợ phát triển chiều cao tăng vượt trội. Và chỉ cần cho bé dùng tảo sữa non Motakit khoảng một tuần thôi là các cha mẹ có thể thấy rõ cái sự thay đổi của con. Ăn ngon hơn này, thèm ăn hơn này, và không còn quấy khóc rồi là ngậm cơm nữa. Ngủ cũng sâu giấc hơn, hệ tiêu hóa cũng được cải thiện một cách đáng kể. Do đó ấy, thì tất cả các cái triệu chứng như là ợ hơi này, táo bón này, tiêu chảy, khó tiêu là cũng được tiêu trừ hoàn toàn. Và dùng một tháng thôi là con có thể khỏe ra, ăn nhiều hơn này, tăng từ 2 cho đến 3 kg, cơ thể thì khỏe mạnh, năng động. Dùng 2 tháng là bé có thể tăng ít nhất là từ 4 đến 6 kg và cái nguồn dinh dưỡng bổ sung được đầy đủ giúp cho bé phát triển toàn diện về chiều cao cũng như là cân nặng và trí não nữa. Và một cái điểm là mình đánh giá rất là cao đó là tảo sữa non Motakit không hề chứa chất gây hại và cũng không hề có cái chất bảo quản, giúp cho bé cải thiện sức khỏe này, ăn ngon ngủ tốt này và tăng cường sức đề kháng, hết ốm vặt, tăng cân từ từ. Và khi ngưng dùng thì nó cũng không lo bị phụ thuộc vào cái sản phẩm nữa. Và Bộ Y tế thì cũng kiểm định cái tính an toàn của mỗi cái thành phần có trong tảo sữa non Motakit. Chính vì thế cho nên là cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cho con nhé. Tảo sữa non Motakit thì mình cũng đang cho cháu gái nhà mình dùng mỗi ngày và cái hiệu quả của nó thì rất là tốt. Rất là nhiều khách hàng của mình cũng là cho con trải nghiệm sản phẩm và gửi cái đánh giá vô cùng là tích cực. Và với sản phẩm tảo sữa non Motakit thì các bé sẽ được bổ sung đầy đủ dưỡng chất thiết yếu để kích thích cảm giác thèm ăn đó, và ăn nhiều hơn, rồi là sức đề kháng cũng được tăng cường, giúp cho bé phòng tránh được virus gây bệnh. Và cái chế độ ăn uống đầy đủ cũng sẽ giúp con yêu tăng từ 2 cho đến 4 kg sau một liệu trình một cách rất là dễ dàng và an toàn. Hơn nữa thì các con ăn ngon thì bố mẹ cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và công sức. Đặc biệt ý, chỉ trong ngày hôm nay thôi là tôi dành cho các bạn ưu đãi đặc biệt khi mua sản phẩm tảo sữa non Motakit. Hãy inbox cho tôi và nhắn ngay mã tăng 3 kg để nhận được giảm giá khi mua và được miễn ship khi mua các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.